tiếp theo chúng ta cũng sẽ tìm hiểu xem là số tuần hoàn được sử dụng trong những trường hợp như thế nào. Đầu tiên cô sẽ giới thiệu cho các bạn, đó chính là số tuần hoàn được sử dụng khi nói về giờ hoặc là tiếng, thời gian, ví dụ như là 1 giờ, 2 giờ, 5 giờ đó, và 1 tiếng, 2 tiếng. Vậy thì như cô đã giới thiệu rằng là số tuần hoàn sẽ dùng để nói giờ. Thế thì nếu mà chúng ta có 5 giờ thì chúng ta sẽ nói thế nào nhỉ? Đúng rồi, chúng ta có số 5 là thà giật và giờ là si. Vậy thì 5 giờ sẽ là thà giật si, thà giật si. 7 giờ là gì nhỉ? Đúng rồi, 7 giờ sẽ là in cộp si, in cộp si. Số 7 của chúng ta có là in cộp và giờ là si, in cộp si. Tương tự như vậy, thế thì chúng ta sẽ nói 10 giờ sẽ là nói như nào nhỉ? Đúng rồi, 10 giờ của chúng ta là 10 là giờ, giờ. Thế thì 10 giờ sẽ là giờ si, giờ si. Các bạn lưu ý là đối với một vài những cái trường hợp, ví dụ như là chúng ta có hana, hana là một, và khi cộng với cả những cái từ chỉ số đếm như là giờ, thời gian hay là số lượng đếm một cái, hai cái, một con, hai con, ba con, thì hana sẽ không không nói là hanashi, sẽ không nói là hanashi, mà chúng ta sẽ chuyển thành là hanji, hanji. Có mấy trường hợp lưu ý như sau. Đầu tiên hana thì sẽ chuyển thành han và thành hanji. Hai sẽ là chúng ta sẽ không nói là thurji, không nói là thurji, mà chúng ta sẽ bỏ riêng đi và chuyển thành là chuji, chuji, chuji. Tiếp theo chúng ta cũng không nói là setji, setji, mà số 3, 3 giờ, số 3 chúng ta sẽ bỏ âm siốt đi và chỉ còn là setji, setji, setji. Và số 4 của chúng ta sẽ không nói là netji mà là nè gì. Tương tự như vậy, chúng ta bỏ âm siốt ở đây đi, thành là nè gì, nè gì. Các bạn đọc lại theo cô, từ số 1 cho đến từ 1 giờ cho đến 4 giờ. 1 giờ chúng ta sẽ có là han chi, han chi. 2 giờ là chu chi, chu chi. 3 giờ là xe chi, xe chi. Và 4 giờ là nè gì, nè gì. Và chúng ta cũng có sumur, ví dụ như chúng ta muốn nói là 20 chiếc, 20 cái, thì chúng ta có từ cái là kè, chúng ta có từ cái là từ kè, kè là cái. Thế thì chúng ta sẽ không nói là sumun kè, mà chúng ta nói là sumu kè, được chưa? Sumu kè là 20 cái, chúng ta sẽ bỏ âm riêng đi. Vừa rồi thì chúng ta nói về giờ. Tiếp theo chúng ta cũng sẽ dùng số thuần hàn để nói về tiếng. Ví dụ như chúng ta muốn nói là 5 tiếng đồng hồ, hay là 10 tiếng đồng hồ, hay là 7 tiếng đồng hồ, thì chúng ta cũng chỉ việc lấy cái số thuần hàn, sau đó cộng với cả si can. Si can vừa mang nghĩa là thời gian, vừa mang nghĩa là cái lượng đếm, đếm số lượng bao nhiêu thời gian. Ví dụ như chúng ta nói là thà sắt si can, thà sắt si can là 5 tiếng. Vừa rồi chúng ta có thà sắt si là 5 giờ, vào lúc 5 giờ. Còn đây bây giờ là thà sắt si can, có nghĩa là cái khoảng thời gian đấy được 5 tiếng đồng hồ rồi. Tiếp theo chúng ta có 7 tiếng thì chúng ta sẽ nói là gì? In cộp si can nè, in cộp si can. Thế thì 10 tiếng thì chúng ta sẽ nói là nhỉ? Đúng rồi, 10 tiếng của chúng ta sẽ là giờ si can, giờ si can. Và cũng tương tự như vừa rồi cô có giới thiệu, ví dụ như là 1 tiếng, 2 tiếng, thì chúng ta cũng sẽ không dùng là hana si can, mà sẽ là, đúng rồi, sẽ là han si can. Han si can là 1 giờ đồng hồ. 2 giờ sẽ là 2 tiếng thì sẽ là chu si can, chu si can. 3 tiếng sẽ là, đúng rồi, 3 tiếng sẽ là che si can, che si can. Và 4 tiếng là ne si can, ne si can. Ví dụ như là ne si can 걸렸어요, ne si can 걸렸어요, mất 3 4 tiếng đồng hồ.
Các bạn xem ví dụ ở đây chúng ta có 비행기를 타면 4시간 걸립니다. 비행기를 타면 4시간 걸립니다. Đây chúng ta có nếu mà đi bằng máy bay, 비행기 là máy bay thì mất 4 giờ đồng hồ, thì mất 4 tiếng. Tiếp theo các bạn lưu ý là khi mà chúng ta nói về thời gian thì ở đây chúng ta để ý rằng là đối với giờ, đối với số giờ thì chúng ta sẽ cộng với số thần hàm. Ví dụ như vừa cô đã giới thiệu các bạn rồi, ví dụ như là 5 giờ, 5시, 2 giờ, 2시, 8 giờ, 8시 thì chúng ta sẽ cộng với số thần hàm. Số thần hàm. Còn đối với trường hợp là phút, giây thì chúng ta sẽ dùng số hán hàm. Phút, giây sẽ dùng số hán hàm. Ví dụ như chúng ta muốn nói là 30 phút sẽ là 30분. Ở đây chúng ta có từ 분 này là phút. 분 là phút. Và giây chúng ta có từ 초. 초 âm bật hơi. 초. Ví dụ như chúng ta có 50초. 50초. 50 giây. Hoặc là chúng ta nói 20 phút sẽ là 20분. 20분. Vậy thì ví dụ bây giờ chúng ta nói là 2 giờ 30 phút thì chúng ta sẽ nói là giờ trước xong đến phút sau, giờ cộng số thần hàm, phút cộng số hán hàm. Vậy thì chúng ta sẽ nói như thế nào nhỉ? Đúng rồi, chúng ta sẽ nói là 2시 30분. 2시 30분. 2 giờ 30 phút, 2 giờ là số hán, số thần hàm, 30 phút là số hán hàm. Tương tự như vậy chúng ta nói 10 giờ 20 phút thì nói nào? 10 giờ, 10 là số thần hàm sẽ là 10시, 10시 và 20 phút số hán hàm 20분. 10시 20분. 10시 20분. Và trường hợp thứ hai chúng ta dùng số thần hàm khi mà nói về tuổi tác. Khi về nói về tuổi tác. Ví dụ như chúng ta có câu hỏi là 몇 살입니까? 몇 살입니까? 몇 là mấy và chúng ta có từ 살 là tuổi. Thế thì số thần hàm được dùng để trả lời về tuổi. Chúng ta sẽ nói là 아홉 살입니다. 아홉 살입니다. 아홉 살입니다. Vừa rồi chúng ta có 아홉 là 9 đúng không? Và nói là tôi 9 tuổi. 살입니다. Tiếp theo chúng ta có một ví dụ là 네 살입니다. 네 살입니다. Tôi 4 tuổi. Tôi 4 tuổi. Và các bạn cũng như vừa rồi cô lưu ý là khi mà chúng ta dùng số thần hàm như là số 1, số 2, số 3, số 4, số 20 thì đó là những cái trường hợp mà ngoại lệ. Khi mà dùng với một từ số đếm đứng đằng sau thì chúng ta sẽ bỏ đi những cái phụ âm, những cái bát chim dưới của nó và chúng ta sẽ nói là 네 살 chứ không phải là 네 살. Đó. Và chúng ta cũng sẽ nói là 세 살 chứ không nói là 세 살. Tuy nhiên có một lưu ý là khi mà chúng ta nói về tuổi tác, chúng ta dùng số thuần hàm đối với cả từ tuổi là 살, 살, tuổi. Còn trường hợp mà chúng ta dùng cho tiếng ngữ, tiếng ngữ, như các bạn đã biết là tiếng Hàn thì được phân ra làm 존댓말, cái lối nói kính ngữ và lối nói ngang hàng. Thì khi mà chúng ta hỏi là 몇 살입니까? Bạn mấy tuổi? Có nghĩa là chúng ta dùng cái câu hỏi này cho những người bằng tuổi hoặc là ít tuổi hơn chúng ta. Và chúng ta sẽ dùng số thuần hàn cộng với cả 살 để mà nói về số tuổi. 아홉 살입니다. Tuy nhiên đối với những trường hợp như là chúng ta muốn nói với cả những cái người mà lớn tuổi hơn chúng ta này, hoặc là cấp trên, hoặc là những người mà mới lần đầu tiên gặp thôi, thì chúng ta sẽ không hỏi là 몇 살입니까? Mà chúng ta phải hỏi là gì? 나이가 hoặc là 연세가 어떻게 되세요? 연세가 어떻게 되세요? Có nghĩa là gì? Ông hoặc là ngài bao nhiêu tuổi? Ngài bao nhiêu tuổi? Đấy, chúng ta sẽ dùng từ để hỏi này.
Và ngoài ra khi mà chúng ta nói tuổi của những cái người mà lớn tuổi, ví dụ như là ông tôi 70 tuổi hoặc là mẹ tôi 50 tuổi, đấy là những cái người mà lớn tuổi hơn chúng ta, thì chúng ta sẽ không dùng từ sal, không dùng từ san này, mà chúng ta dùng từ kính ngữ của sal là che. Và đối với từ che này, chúng ta sẽ dùng số Hán Hàn, không dùng số thuần Hàn nữa. Chúng ta sẽ nói là gì? Chín xíp che mì ta. Ví dụ như là gì? Harabosinen 70세입니다. Ông tôi 70 tuổi. Hoặc là gì? Ông ấy, anh ấy 50 tuổi thì là gì? 그는 50세입니다. 그는 50세입니다. Và tiếp theo chúng ta cũng sử dụng số thuần Hàn đối với đơn vị đếm. Ví dụ như chúng ta muốn đếm là có một cái, hai cái, ba người, bốn con. Thế thì đối với những trường hợp đơn vị đếm dùng để chỉ số lượng như vậy thì chúng ta sẽ dùng số thuần Hàn. Ở đây chúng ta có ví dụ là một cái, hai cái là kè, và chúng ta có một cái sẽ là han kè, chu kè, se kè, ne kè. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái. Chúng ta sẽ nói là gì? Chip né kè. Chip né kè. Có bốn cái nhà, có bốn ngôi nhà. Thế thì cái danh từ nhà chúng ta sẽ đặt trước đơn vị chỉ số đếm. Tiếp theo chúng ta có pyeong. Pyeong là gì ạ? Pyeong là chai. Chai. Ví dụ chúng ta có một chai sẽ là han pyeong, chu pyeong, se pyeong, ne pyeong, daseot pyeong, 6병. Và ví dụ là 맥주 7병. Có 7 chai bia thì danh từ chai bia cũng sẽ đặt trước cái từ chỉ đơn vị đếm như thế này. Tiếp theo chúng ta có chan. Chan có nghĩa là tách hoặc là chén. Ví dụ như là tách cà phê, chén rượu. Đó. Chúng ta có một tách là han chan, hai là chu chan. 8 sẽ là gì nhỉ? 8 tách. 8 tách, 8 ly sẽ là gì nhỉ? 8 là gió ton chan, đúng rồi. 9 sẽ là gì? À hộp chan. Ở đây chúng ta có ví dụ là sun han chan, sul han chan, một chén rượu. Tiếp theo chúng ta có từ trang là trang giấy, trang, trang. Chúng ta có yoran trang, yoran trang là 11 trang này. Yora hộp trang, Yora hộp trang là 10, Yor là 10 đúng không? A hộp là 9, 19 trang này. Chống nghi thả sức trang, chống nghi thả sức trang là có bao nhiêu? Thả sức là 5 trang giấy, chống nghi là giấy. Tiếp theo chúng ta có từ myong. Myong là người, chúng ta có thể dùng từ là một người, hai người, có thể dùng là myong hoặc saram. Han myong một người, chu myong hai người. Và chúng ta lưu ý là han myong, chu myong, se myong, ne myong, bốn cái từ đấy, và 20 nữa, 20 người là sẽ là sư mu myong, sư mu myong. Và bắt đầu từ 21 cho đến 29 thì chúng ta sẽ thêm lại liên vào đây, chúng ta sẽ đọc là sư mul han myong, sư mura myong nếu mà chúng ta nối âm vào. Hoặc là 23 thì sẽ là 23명, chúng ta thêm rin vào. Tiếp theo chúng ta có Mari. Mari là con, ví dụ như là con chim, con vịt. Ở đây chúng ta có Han Mari là một con, Chu Mari hai con, Yo Ton Mari có 8 con. Sumuran Mari như cô vừa giới thiệu với các bạn ở bên trên, ví dụ như bắt đầu từ 21 thì chúng ta sẽ thêm riên vào đây và sẽ đọc là sumur, và nối với han sẽ là gì? Sumuran. Sumuran Mari. Sumuran Mari có 21 con. Tiếp theo thì số thuần Hàn cũng được dùng để khi mà chúng ta muốn nói về số tự, thứ tự, trật tự, ví dụ như là đầu tiên, thứ nhất, thứ hai,
Thứ nhất thì các bạn lưu ý rằng chúng ta có từ chót che là thứ nhất, và thứ hai sẽ là thul che là thứ hai. Ở đây chúng ta sẽ không bỏ cái âm riêng đi khi mà chúng ta chỉ thứ tự như là lần một, lần hai, thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thì chúng ta sẽ không bỏ những cái riêng, sẽ không theo những cái trường hợp đặc biệt vừa rồi, mà chúng ta sẽ để nguyên, sẽ là thun che là thứ hai, xét che là thứ ba, nét che là thứ tư, thà sứt che là thứ năm. Và tương tự như vậy chúng ta sẽ đến là thứ 10, đúng không? Yon che đó. Thứ 8 sẽ là yò ton che, à hộp che. Và chúng ta chỉ lưu ý là có cái đặc biệt là thứ nhất, lần thứ nhất thì là sẽ là chót che, chót là đầu tiên, chót che.